À vậy hả? Ừ. Rồi vậy có gì về nó luôn. Ừ vậy hả? Áo giờ con đi mặn quá trời thứ nào rồi giờ mặn cha nào cháu dụng cho con nợ quá thiếu thì nhà giữ rồi ai đặng đưa cho con cháu này đi học chứ giữ cái cháu này nha cho hai vợ chồng nó đi làm. Anh chị làm sao mà mặn tình bố dạ đi tình bố mà chứ mặn ở đây không có đủ ăn ở đây đi mặn hàng ngày không có đủ ăn. Anh chị làm lâu chưa? Đi cũng tháng mấy nay rồi, núm níu hai đứa con á, không có đi rồi thấy mắc nợ quá, thôi rồi cô kêu đi đi, ở nhà cô giữ con thôi. À, vậy là cô là thế nào với lại hai đứa? Nội. Nội à? Dạ. Cô nói dạ. Lớn lên tí. Cô nói lớn lên giùm con à? Dạ, như bây giờ cô kêu là hai đứa con đi làm đi, cô ở nhà giữ hai đứa cháu. Rồi ở nhà đi rồi như gửi có dư thì gửi tiền gì là cô nuôi mà cũng nuôi cũng đủ rồi nhà cô cũng mặn mà bù bổ thêm vô gạo thóc rồi cô cũng là lo thấy chứ con mặn đâu có đủ nữa lo trả nợ nữa trả cũng đâu có đủ đâu về trả một thằng nào thôi còn thằng là để là ăn. Bây giờ cảnh khổ rồi giờ cô cũng gán cô cũng bệnh hoài rồi mà cũng gán giữ hai đứa cháu. Bé thì học lớp mấy hả cô? Học lớp 3, cháu thì chưa có học. Học lớp 3 thì ai đưa nó đi học ạ? À, mà cô ở nhà cô đưa nó đi học. Ở nhà nấu cơm gì rồi nấu cơm chưa nó ăn. Dạ. Rồi cái căn nhà này của mình là cách bao lâu rồi ạ? Hầu lúc đó cũng lâu giờ, hầu lúc đó cô cũng khổ không có tiền rồi cho nó ra riêng. Rồi giờ thấy khổ rồi cái cô ở lại với nó rồi cô giữ con á. Lâu rồi hầu lúc mà cho tắt nhà nó cũng nhỏ này rồi cái nó sập rồi nó ấy rồi cái cô mới dở ra mới thêm tiền vô cũng chịu bà cắt mua ba cái bạch đằng á cái thêm vô rồi giờ nó cũng ngục bên sao hết trơn rồi mà không có tiền mua cây thêm giờ nó ở sàn nước cái gì đâu có dám bước xuống sụp hết trơn à đúng vậy yeah. Nó rồi mưa gió thì cái căn nhà này nó dạ, sao? Nó ấy hết trơn à. Ở giờ cũng ráng đi con nó đi làm đi cần đi kiếm tiền về nó sửa cái nhà chứ giờ để xẹp xuống mà ăn có được giờ cô ở nhà cũng ráng giữ cháu đi chứ giờ sao giờ giờ mình già mình mặn gì không nổi thì ráng giữ cháu cho con đi làm gì ăn dạ. Một tháng thì anh chị gửi về cho ba bà cháu có khi á, có tiền là được 1 triệu có khi không có triệu nào ở nhà thì kệ đi cũng gắng đi rồi giờ lo cho tiền cho cháu hai đứa cháu ăn đi dạ. Đâu cái chỗ mà bị gãy hay bị bể gì đó mà cô nói đâu cô chị đi dẫn con đi coi.